Tại vì sao cháu Hiệp vừa nói đấy là em không nói to được hơn à? Bởi vì bây giờ em vần và gần như là mất sức lao động và mình không nói to được, mình mệt đúng không? Dạ. Chỉ mổ mỗi bụng thôi. Dạ. Xin phép mọi người, tại vì sao cháu Hiệp lại phải quay như thế? Bởi vì nó mới là xác thực. Đây là cái vết mổ của em, 1, mũi 2, mũi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, khâu 11 mũi. Dạ. Thế còn những cái này cũng là liên quan đến tai nạn à? Đúng rồi, cái này là vào mổ xong là cho ai cái vừa vào đây. Để cắm để mà ấy đúng không, chuyển gì cái thứ. Rồi bây giờ em mặc áo vào đi, cứ không cần cài cúc này, em cứ mặc áo vào đi. Đó, đây là bây giờ là em yếu đúng không, anh thấy nói chuyện cũng rất yếu. Bây giờ em có làm được việc nặng không? Đấy, đây là lý do tại sao cháu Hiệp lại phải nói là như thế. Thế thì 100 triệu đấy là lo chi phí cho vợ này đúng không? Dạ. Chữa bệnh cho vợ, chữa cái cấp cứu vợ đấy. Với cả là đưa vợ chở xác về đây làm năm mai. Dạ, đúng rồi. Em thì là nằm viện 5 tháng thì mình lấy tiền ở đâu để chữa trị? Em... họ giúp em một tí nữa. Ý là họ vẫn có trách nhiệm là chăm sóc mình trong lúc mình ở viện đúng không? Dạ. Đó. Có người chăm sóc em. Lúc đấy là con được mấy tuổi? Lúc đấy là con này được hơn tuổi. Hơn 1 tuổi. Đứa bé là bao nhiêu? Đứa này là đứa bé ạ. Hơn đứa 1 tuổi là mẹ mất rồi. Dạ. Đứa gái nó đi học, đứa gái nó 6 tuổi. 6 tuổi. Dạ. Đấy. Em là bị cái gì mà lại phải mổ hết như thế? Em bị mổ tim. Cả tim? Ảnh hưởng đến tim à? Xong bị gì nữa mà phải mổ hết cả bụng ruột hết thế này? Em không biết ạ. Không biết? Kể cả cái vết rách ở trên mồm này có phải do tai nạn không? Đấy, phải bị tai nạn. Trên này là bị làm sao? Cũng bị rách hết à? Tức nghĩa là mình đang đi như thế này là ô tải đi sau là đâm vào. Dạ. Vợ là gãy tay gãy chân hay như thế này? Dạ. Vợ không sao, vợ bị gãy chân đầu. Tức nghĩa là chấn thương sọ não. Dạ. Sau 12 ngày nằm viện là vợ mất luôn tại bệnh viện. Dạ, đúng rồi. Sau đó là mình mất chi phí để đưa xác về đây làm đám đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó. Sau 5 tháng em mới tỉnh à? Không, em tỉnh, lúc em tỉnh về là em không dậy được, là em nằm bệnh viện 5 tháng rồi. Em đi đến... Em ngất bao nhiêu ngày? 3 ngày. 3 ngày. Dạ. Sau đó là mình không đi lại được 5 tháng là nằm bệnh viện. Em nằm bệnh viện 5 tháng. Nó mới cho em làm viện. Là nằm ở bệnh viện Bình Dương. Đấy, một cái câu chuyện hết sức là khó khăn. Em vần và là một đứa trẻ mồ côi. Thế mẹ em đâu? Mẹ em đi lấy chồng khác ạ. Mẹ là bỏ đi lấy chồng khác. Đấy. Là bố thì mất. Một mình em thôi, em có anh em gì không? Dạ em chỉ có một mình. Một mình duy nhất thôi. Dạ, có em hai em gái. Chắc là cũng lấy chồng xa đúng không? Dạ, anh lấy chồng. Anh Nông thì anh có nhiều, có chia sẻ với cháu Hiệp về câu chuyện của em này rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên nó cũng nói từ đầu đấy, là anh em mình chưa sắp xếp được thời gian thì hôm nay mới vào để lắng nghe câu chuyện. Đi xin phép vào trong nhà một chút xem cuộc sống của hai đứa con thế nào. Anh thấy em không có gì cả, ăn uống thế nào, sinh hoạt làm sao? Thế thì bây giờ là ăn chung đúng không? Chú hàng xóm hay là chú ruột mình? Chú hàng xóm. Ngủ là ngủ ở đây, là ăn là ăn chung ở bên đấy. Thế thì mình ở nhà mình có ruộng đất gì không, ngô có các thứ gì không? Dạ có ngô có muối. Một năm em đói mấy tháng nếu mà bây như bây giờ? Em thì từ lúc em mới bệnh xong rồi em đói cả năm. Đói cả năm. Dạ. Bây giờ tức nghĩa là cả năm quanh năm đói, bây giờ là ăn chú cho ăn gì thì ăn đấy, mình làm việc cho chú luôn đúng không? Dạ. Bây giờ không đi làm lao động nặng đường và cũng phải là chăm con thôi vì không còn vợ rồi mà, thì là mình vừa chăm con là chăm nuôi con đúng không? Đấy, và không có nhà ở. Thế thì bây giờ như con của em thì bao nhiêu lâu được ăn được?
không có thịt ăn luôn. Trời ơi. Ở cái nhà của em trai để lại thì em vần vào cũng chỉ về ngủ suốt ba bố con là ngủ ở đây. Đấy, các con thì không có thịt ăn, trên này không có thịt ăn bởi vì đi rất là xa. Phải nói đi rất xa, mọi người có thể thấy em bé đang ăn một cách rất là ngon, là những cái bát cơm nguội bình thường thôi. Đi học về đói thì chỉ có ăn cơm trắng như vậy thôi, không có một cái gì cả. Đó. Thì biến cố xảy ra với em là được, bây giờ là được bao nhiêu lâu rồi, từ lúc em ra viện đến bây giờ? Từ rồi em ra viện là tháng 9 này, tháng 8 em ra rồi. Tháng 8 năm 2023. Dạ. Đó, tức là mình bị tai nạn đầu năm. Em bị tai nạn tháng 3. Tháng 3, thế là vừa đi làm đấy nhỉ? Ừ. Ăn Tết xong vừa xuống. Dạ, hai vợ chồng em vừa xuống. Mới khi xin được việc làm được mấy ngày em bị. Ừ, vừa xin việc làm được mấy ngày là bị. Đấy, vợ em là người ở đâu? Người ở bên Cao Bằng. Cao Bằng, mình là yêu nhau xong là đến với nhau. Dạ. Gia đình vợ có khá giả gì không? Bây giờ bà ngoại còn quan tâm đến con cháu không? Có. Có. À, tốt quá rồi. À, rất là tiếc hai vợ chồng mới xin được việc làm được có mấy ngày là xảy ra sự cố và sau hơn một tuần là vợ cũng mất luôn. À, các bạn ấy có chí đi làm và biết xin việc để đi làm rất là tốt, tuy nhiên thì cũng có những cái mà nói từ vùng cao xuống ấy, đôi khi chưa quen đường xá nọ kia cũng là một cái hạn chế, đúng không? Thế bây giờ là dự định trong thời gian tới em sẽ là như thế nào? Con thì bây giờ một đứa 6 tuổi, một đứa thì là 3 tuổi. Thì em có dự định là đi làm không hay là bây giờ em có đi làm được không? Đi làm thuê kiếm tiền đấy. Dạ, em mới đi về, em mới đi thăm lại, em mới đi vào các mình là em làm không được. Thế là họ không nhận nữa là mình về. Một tuần này chỉ có làm được 2-3 ngày thôi. Một tuần chỉ làm được 2-3 ngày. Bây giờ em có bị choáng váng hay là có bị trái gió dở dời, em có đau người hay như thế nào không? Thấy đau rồi nhưng mà yếu. Yếu. Nói thật là em nói chuyện là anh biết là em rất là mệt, như kiểu đói ấy. Như kiểu anh em mình trạng thái khỏe mạnh nhưng mà rơi vào cái thời điểm đói thì sẽ không thể nào chia sẻ được. Có thể cháu Hiệp muốn anh Nông sẽ chia sẻ qua một chút về những cái tìm hiểu và những cái giúp đỡ của anh Nông, đó là có cái thời gian nhất định rồi nên là quý khán giả sẽ nghe chia sẻ của anh Nông một chút nhé. Tại vì cháu Hiệp cũng không biết hỏi nhiều hơn về hoàn cảnh của ba bố con cả. Đấy, anh Nông có thể chia sẻ với quý khán giả của kênh Tam Giác Mạnh một chút về trường hợp của em Vần Vàn này. Đó. Em thấy hoàn cảnh này thì cũng rất là đặc biệt. Từ khi mà Nông vào gặp thì cũng rất là yếu, làm nương làm biết toàn vấp ngã. Đấy, xong rồi sau làm nương xong, thu ngô xong thì lại sợ là con đói, lại tiếp tục lặn lội từ đây về Bắc Ninh để làm. Ngồi một tí đi nhỉ? Anh ngồi đi. Nhưng mà không làm được hả? Dạ. Đây em cứ bỏ cái cúc ra để mình sẽ vừa trò chuyện để vừa các bác bỏ cúc dưới cái khu mổ thôi. Đấy đấy. Anh Gai Nông tiếp tục chia sẻ. Hoàn cảnh này thì khi mà cái cuộc sống khi mà chú bán nhà ấy, không có nhà ở. Đấy thì hai vợ chồng mới phát sinh là đi miền Nam để làm thuê để làm nhà. Thế thì khi mà đi làm thì cũng không may mắn thì bị xe đằng sau tông vào đít xe của mình. Đấy thì mới cả hai vợ chồng đi nằm viện. Đi nằm viện ấy thì không may mắn thì vợ cũng mất ở trong bệnh viện. Còn em này thì mất tỉnh là không biết vợ mình mất. Khi vợ mất rồi thì anh em mang xác về nhà thì em này còn không biết vợ mình mất. Đấy, sau 4 hay 5 tháng gì đấy thì em này mới biết là vợ mình mất. Mấy tháng nhỉ? Mấy tháng nhỉ? Tức là lúc em ra viện và về tỉnh táo rồi thì người nhà mới nói là vợ mình mất rồi và chôn xong rồi. Thế là đám ma thì cũng không biết rồi, lúc đấy đang bất tỉnh nhân sự đúng không? Em không biết ạ, chú không cho em biết. À, chú không cho biết vì sợ em sốc là em đang yếu nữa thì em lại
là vấn đề đúng không? Ừ. À, thật sự rất là buồn. Thế cái xin phép gắt lời anh Nông nhé, là cái giây phút khi mà em về xong là người nhà nói với em là vợ mất rồi, thì lúc đấy cảm xúc của em như thế nào? Dạ. Không biết nói. Lúc đấy mình có buồn không? Mình có muốn tìm đến cái chết không? Dạ có, nhưng mà em tìm không thấy. Tôi nghĩ là lúc mà em về đến nhà là ai là người nói với em là vợ mất rồi và làm đám ma lao xong hết rồi? Lúc em ra là chú đi đó em, là chú đám nói với em ạ. Thì lúc đấy là em có muốn về nhà không hay là có ạ, em xin về nhưng mà công an mình kêu nó không cho em về. Vẫn đang làm mà vẫn đang điều tra đúng không? Điều đang vụ án chưa xem lại. Dạ, nó chưa cho em về, là tháng 11 em mới về được. Là mình có bị phạt gì không hay là mình đúng hay là mình sai? Dạ, em không bị phạt gì. Có nghĩa là người ta để hoàn tất hồ sơ cái vụ án đấy thôi đúng không? Dạ. Đấy. Thế là như vậy. Thế thì về chú có kể lại cái lúc mà vợ mất thì ai là người đi đón vợ về không hay là như thế nào? Lúc đấy là chú. Người chứng kiến từ đầu đến cuối luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc mà bị họ đâm là em có nhớ được không hay là dạ, em không nhớ. Chắc là mạnh quá là mình ngất luôn tại chỗ rồi. Đúng không? Bất tỉnh ở đấy. Thật sự là quá xót xa khi mà cái ngày đám ma của vợ mình cũng không biết, rồi là thậm chí là chôn được mấy tháng trời rồi, tất cả các thủ tục ví dụ như 49 ngày hay ma khô cho vợ là xong xuôi hết rồi đúng không? Tự nhiên là vợ em biến mất khỏi cuộc đời em một cách em không biết gì đúng không? Nếu không có ai kể lại thì sẽ không biết. Là em chỉ nghĩ là vợ mất tích thôi đúng không? Đó, thật sự là quá khổ.